con hỏi thầy chuyện mà con nghe nói là cái bà đó bà chết mà nhưng bà chôn giấu 3 chỉ vàng, rồi không biết bà đào thai con ngựa hay gì đó, rồi giờ bị hành tội quá đó, rồi mới về báo mộng cho thằng chồng để lấy 3 chỉ vàng đó đi mua con ngựa đó về để giết tặng cho bà đi đào thai. Nói vậy mà có không thầy? Mô Phật. Có nghĩa là cái cô cổ kể là bên Tân Thái ở huyện Cai Lậy hả? Cai Lậy phải không? Tiền Giang. Thì có cái cô có chết mấy chục năm rồi, cô về cô báo mộng là cổ để lại 3 chỉ vàng. 3 chỉ chôn ở cột cái cho mấy người con đào lên thì có. Và nói là bây giờ phải phải mua con ngựa. Mua ngựa giết. Giết ngựa cúng cho bà hả? Là không, mà hồi trước khi là bà chết đó, bà giấu 3 chỉ vàng mà bà chết bất ngờ, gia đình không hay, rồi bây giờ con ngựa đó đó bị quánh bị đập quá đi, rồi bà mới nói thôi bây giờ về báo mộng thằng chồng là ở gốc cột cái đó đào lấy 3 chỉ vàng để bán, rồi mua lại con ngựa đó, rồi giết con ngựa đó đi cho bà đi đào thai, giờ bà quá khổ. Đó bên Tân Thanh đâu Tân Thái luôn hả cô? Tân Thái rồi, mời cô ngồi xuống, cảm ơn nhiều. Mô Phật. Cô đã cho chúng ta một cái câu chuyện rất là hay về sự tích con ngựa. Con ngựa đây là bà báo mộng mà có 3 chỉ vàng đào lên có, cái đó là sự thật có ha. Đó là thật. Thì quý vị biết rằng đó là sự là nhân quả đó quý vị à. Nhân quả. Có nghĩa là nhiều khi bà cụ này bà đầu thai bà làm con ngựa, bà đầu thai làm ngựa mà cái người ở xóm đó người ta mua con ngựa đó về người ta để làm người kéo bò kéo xe hoặc là người ta làm gì đó trong 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 nhà người ta đánh đập con ngựa đó thì khổ quá cho nên mấy mươi năm nay bà chịu không nổi bà mới báo mộng. Báo mộng là con cháu phải đào 3 chỉ vàng mà lúc đó là bà chôn lấy đó để đem thế mạng cho ông chủ đó để mua con ngựa đem về để mà cho bà được siêu thoát. Đó là một cái nhân quả và sự linh nghiệm của người tu mình. Thì nhân đó chúng ta thấy con người mình chết đâu có mất, mất không quý vị, vẫn còn cái linh hồn mà vẫn còn. Nếu chúng ta không có tạo nghiệp, chúng ta tạo nghiệp xấu thì chúng ta phải nhận lãnh những cái quả xấu. Còn những chúng ta tạo nghiệp tốt thì chúng ta có một cái quả tốt. Thì như cái câu chuyện này chúng ta phải ráng cố gắng, ráng nỗ lực tu, đừng có gieo những gì xấu hơn quý vị. Thật sự là nghe cũng sợ thật đó, thật sự là có thật. Hôm bữa hen đệ tử thầy đó nó nói thầy thầy ham làm vườn quá đi, để con cúng thầy một miếng vườn ở trong Phú An nè, dẫn thầy đi. Miếng vườn có 2 công mà. Nó điện thoại xuống, nó bao xe nó dẫn thầy đi. Cũng ham lắm. Đi đi con, đi con, hai thầy trò đi. Đi vô quý vị, đi vô thật là sâu, sâu lắm. Nó giáp ranh với cái xã gì đó gần Hiệp Đức đâu mà xa lắm. Mà trời nó coi vô cũng như thấy cỡ 100 mấy cây gọi là cây dáng ngựa đó. Có 100 cây. Nghe nó hô trồng có một cây đó rồi cái nó rụng xuống. Nó rụng nó lên hạt nó lên lên tiếp rồi coi như người ta bỏ hoang mà ở đó có cái mã bằng đá thật là lớn. Thì hai thầy trò tới á thì cổ tính lợi cũng định đặt tiền cọc mua luôn. Thì đợi hoài xong thấy cô chủ đất tới thì cái nghe mấy hai thầy trò mới qua cái nhà kế bên mới ngồi ngồi uống nước trà rồi uống trà đợi cái cô chủ đất tới. Thì trong lúc đó thì cái cô chủ nhà kế bên của nó trời bây giờ thầy mua đó. Cô mua cúng dường cho thầy á, thì con không dám nói gì hết. Nhưng mà giờ con chỉ nói sơ thôi. Nếu mà thầy thấy được á thì thầy đồng ý thì cô này mua. Còn mấy thì thôi, con thấy là nhiều người lại coi thì chạy hết à. Bị giá nó cũng rất là rẻ. Chỉ có hình như 100 mấy chục triệu mà 2 công đất. Cổ kể mà quý vị nghe rồi quý vị lạnh người luôn. Cái mã này để hen là 3 năm về trước đó. Là cái ông chủ đất á, ông không biết mã này của ai.
Mà tới chừng lấy cái tấm bia lên đem lên Sài Gòn coi á, là chết hồi năm 1800 mấy. Chết á là 1800 mấy, lúc đó cái chùa này chưa có. Có nghĩa là họ sống 170 năm rồi họ mới chết. Và khi mà khai cái quật cái mã lên á thì đồ cổ nhiều lắm. Cái người đó lấy đồ cổ đem ra chợ bán là nghe nó cả trăm triệu tiền đồ cổ. Không còn một miếng xương mất hết, chỉ có chén bát tô tổ thôi. Mà quý vị biết là người nào mà chết mà đem theo tô tổ chén bát xưa là gì? Chỉ có quan quyền mới chôn thôi, chứ dân mình đâu có được phải chôn, nghèo quá đâu có tiền mà chôn vậy. À, rồi chưa kể nha, cổ nói khoảng chừng 10 năm về trước á, thì lâu lâu cái có con ngựa thầy. Con ngựa nó chạy vòng 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 cái giường này nè. Con ngựa mà khuya chừng 1-2 giờ khuya nó chạy, mà nó hú nữa, lọc tọc vậy đó. Mà quý vị nào có nghe tiếng ngựa chưa? Ma ngựa, ngựa ma chưa? Có không? Nghe thấy sợ quá. Rồi thầy nói giờ còn không? Dạ khoảng 5-6 năm nay thì hết rồi. Không biết còn không mà giờ hết, đi đâu rồi? Đó. Rồi có một con rắn. Con rắn đó mà lâu lâu về nó quấn mấy cây dưới ngựa đó, cho nên là không ai dám đốn hết á. Con rất thật là to, mà mấy đứa mà đi bắt cá bắt nhái nó nhìn lên nó thấy làm như có sừng, có mồng, mồng như mồng gà màu đỏ đỏ. Rồi nhiều khi nó hú nữa, nó hú vậy nè, cái người ta tưởng là chim chóc hú, tới chừng chạy ra nhìn thì con rắn đó, người ta thấy người ta chạy. Cho nên là cái cô đệ tử đó, thôi thầy ơi, thôi làm mô Phật, thôi con không cúng mô Phật, thôi thôi đi chỗ khác đi. Mình không biết ma ở đâu, mà nghe cô kế bên nhà cô kể vậy là cái cô đệ tử thì cô sợ. Mà quý vị có tin ma không? Thì thầy nghe ông đi kể hồi xưa thời Pháp á, là có ma đó. Ông nội thì nói có ma. Đi ngang cái nghĩa địa đó, làm như có ngựa đó, nó chạy. Tại sao? Hồi xưa đất của mình đây là chiến tranh. Mà chiến tranh gì sao? Chiến sĩ đi bằng ngựa không? Vua Quang Trung hồi xưa vô đây mà đánh giặc á, là đi ngựa đó quý vị à. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đánh giặc Xiêm á, là Thái Lan á, đánh tại Rạch Gầm Sờ Múc á, là đi ngựa từ ngoài Huế đi vô đó. Cho nên ngày hôm qua thầy đi dẫn Phật tử đi tham quan ở Cồn Phụng á. Ở đó họ đi bằng xe ngựa. Cái này thấy lạ, thôi đi xe ngựa đi. Nhưng mà đi một hồi mình thấy cảm nhận được á, mình tội lỗi quá. 6 người là bao nhiêu ký? Gần 500 kg. Mà ngồi lên đấy bắt ngựa có chừng 70-80 ký kéo. Ịt đuổi đi, thấy tội lỗi quá. Mình thấy rất là tội lỗi cho cái con ngựa đó. Thật sự là hiện qua đi một đêm tối về thì cầu nguyện là nó giải mô Phật cho con ngựa nó hết cái kiếp nó đi, ngày mai nó giảng sanh liền đi, làm cho nó hết kiếp, nó quá khổ. Một lát trở về đi bằng xe máy, nhưng mà trở về thấy một vàng xe nước người nước ngoài họ đi xe ngựa về, tại họ thấy lạ quá họ đi. Mà trong khi đó trong nhìn lại thì có một số con ngựa nó ốm đói lòi xương ra. Thì cái anh kể đó là cái ông mà chủ ngựa đó, họ mướn người nghèo họ chạy, cũng như mướn tài xế vậy đó, chạy một cuốc thì cho có 10.000 đồng thôi, có 10.000 đồng mà đi 2 cây số, có 10.000 đồng. Mà chú nói đâu phải một ngày nào mà được là khoảng 10-20 cuốc đâu thầy, một ngày có thể đi 5 cuốc, 3 cuốc, chủ nhật thì được 10 cuốc. Rồi phải đem con ngựa về nhà tắm rửa, rồi tự mua thức ăn cho nó ăn, nếu mà bệnh là phải đền, mà chết là phải mua đền con ngựa cho ông chủ. Quý vị thấy cái vất vả không? Cái người nuôi, cái người quản lý để mà bóc lột nó để ra đồng tiền sống mỗi ngày á thì cũng khổ. Rồi con ngựa nó cũng khổ. Tưởng sao ông chủ hưởng hết trơn. Hưởng hết trơn. Một vé đi vậy là 140.000 đồng. Mà trong khi đó ngựa trả có 10.000 à. Quý vị thấy công ty nó ăn hiếp người nghèo không? Cho nên thầy thấy tội nghiệp của thầy, móc tiền thầy cho thêm mấy chú tài công ngựa đó. Rồi tới chừng xuống ghe đi cũng vậy nữa, bơi xuồng là cái mấy cái tiệm chơi đó,
cô của ngọn cầu thang. Nó những người nào không đất, không vừa, nghèo dữ dằn lắm mới là được vô cái đội bơi này, bơi xuồng đó, bơi cho khách nước ngoài đi. Mà một bơi thì cũng có 10.000 à. Sao kỳ vậy? Ăn một tô phở bây giờ 20.000 mà sao tự nhiên người ta bơi cực khổ mấy cây số cho có 10.000 đồng. Quá khổ, quá bất công. Cho nên chúng ta tu, ráng tu, mình ráng nỗ lực, thấy vậy mình ráng nỗ lực tu để chi? Để kiếp sau mình đừng có sanh vào cái thế giới khổ vậy nữa. Mình chừa những cái lỗi lầm, những cái phiền não, những cái nghiệp chướng mình gây ra kiếp này nè, phải chừa. Bởi một đệ tử thầy nói ráng tu nha quý vị, nó đi lên xe mà nó ráng tu nha, để kiếp sau không khéo thành con ngựa này nha bà. Nó nói vậy đó. Nói thì cũng sợ, thật sự là sợ. Thì qua cái bài này chúng ta thấy Đức Phật nói cái thân, nãy thầy đã kể cho quý vị nghe cái thân. Thì ở đây Đức Phật nói cái sanh ra cõi đời này có thân là khổ, thì đừng có đem những cái phiền não, cái nghiệp chướng với nhau đấu đá lẫn nhau, là cái chỗ này à. Chúng ta học thêm một cái bài nữa đi rồi chúng ta nghỉ ha. Tại chiều nay á, thì trưởng ban hoằng pháp huyện á, cử thầy lên chùa Thắng Quang để giảng nữa quý vị ạ. Chùa Thắng Quang cũng là khóa tu niệm Phật ngày 25 y mình vậy đó. Cứ năm nào, cứ mỗi tháng là thầy ở đây 25, ở trển cũng 25. À, quý vị đây tự trển đây cầu Mỹ Thuận rất là xa thì cũng cố gắng ha. Bài thứ 52 là trò chơi giả dối. Bài này hay lắm quý vị ạ. Thuở xưa có một nhà âm nhạc trứ danh, vua thỉnh vào cung diễn tấu và hứa trả 1.000 đồng vàng. Khi diễn tấu xong, vua không chịu trả tiền, nhà âm nhạc theo đòi mãi, nhà vua quyết tâm không đưa mà còn nói rằng: ngươi tấu nhạc ta cho ta nghe, chẳng qua khiến cho ta thưởng thức một trò vui luống dối. Ta hứa trả tiền cũng chỉ là muốn cho ngươi luống vui mừng mà thôi. Cái câu chuyện rất là mâu thuẫn và đơn sơ. Để ý như thế này, những điều thế gian cho là vui, kỳ thật đều là giả dối. Ở trong cuộc đời vô thường, quyển hóa sanh diệt bất biến, không có một phút giây ngừng nghỉ, như trăng dưới nước, bóng trong gương, làm sao tìm được sự an vui cho làm sao tìm được sự an vui chân thường vĩnh viễn. Nếu người không hiểu được đạo lý đây thì chỉ tự sanh phiền não mà thôi. Câu chuyện này Đức Phật kể rất là hay. Đức Phật nói về sự bất biến của thế gian, sự vô thường của thế gian, mà chúng ta đừng nương theo đó mà chúng ta cho là vui, mà chúng ta theo mà chúng ta không lo tu. Cũng như là có ông vua này, ông mời ông âm nhạc, gọi là nhạc công đi, vào triều đình để mà tấu hài, tấu vui cho vua. Nhưng mà ông tấu đã rồi, ông vua ông mới không hay, không trả tiền. Có nghĩa là ông bắt lỗi ông này, tại sao ông làm cái những trò vui mà ông không vui. Ông chỉ cần tiền thôi, thấy không? Ông cần tiền mới làm thôi, ông làm cho tôi vui. Tại vì ông cần tiền cho nên từ cái chỗ đó ông vua ông không trả tiền. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là ông vua bắt bẻ ông trưởng âm nhạc này nè, tại ông vì 100.000 đồng tiền vàng này mà ông làm cho tôi vui, ông múa hát cho tôi vui, chứ thật sự ông cần tiền chứ không phải cần cái vui. Cho nên chỗ ông vua ông cần ở đây là gì? Còn cái người diễn âm nhạc phải đừng có nghĩ tiền, cứ diễn âm nhạc cho thật hay và sống với âm nhạc thì lúc đó ông mới thưởng tiền. Cũng như chúng ta cũng vậy, Đức Phật nói mình quên cái chân lý của mình là gì? Là giải thoát. Mình vẫn mượn cái áo giải thoát, mượn cái ngũ y, cái sắc của màu của Phật, mà mình đắm sai theo trần gian, mình không tu. Rất nhiều quý thầy quý cô sai lầm chỗ này à. Và Phật tử nhiều khi cũng sai lầm. Là gì? Mình ở trong nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, mặc mình ngồi tòa Như Lai, mà mình không hiểu được Như Lai, mình không ăn được pháp của Như Lai, thì làm sao mình giải thoát được, phải không? Mình bơi trong cái biển pháp,
biện pháp là gì? Những là mình chúng ta học hỏi trong kinh, mình nghe pháp, mình sống trong pháp, mình sống trong chùa, sống trong thiền môn, là mình bơi trong biển pháp đó, mà mình không hiểu được pháp, mình không nếm được cái pháp là gì. Có nhiều người ta nói là ông đi biển mà ông không nếm được vị mặn của biển là chỗ đó. Có nghĩa là mình ở trong biển pháp của Phật mà mình không hiểu được Phật, không tu theo đạo Phật, mình giả dối, vậy là mình không phải là người âm nhạc hay. Cho nên ông vua không trả tiền, không trả tiền. Cái chỗ này rất là hay. Người Phật tử cũng vậy, mình là Phật tử mặc áo trang, mình thọ ngũ giới mà mình không cố gắng giữ giới, mình vẫn nhiều chuyện, mình vẫn nói xấu lẫn nhau, mình vẫn đâm chọt, mình vẫn giết chúng sinh để ăn, mình vẫn nhậu nhẹt, thì làm sao mình có cái sự vui để chúng ta cầu? Mình đắm say trong cái vui này hoài, tới tháng ăn chay thì mình vẫn ăn mặn. Rồi mình đã thọ giới, mình mô Phật dạ, giới thứ năm là giới của rượu, giới rượu của người Phật tử tại gia. Phật tử thọ được thọ không? Dạ con thọ được, thọ được. Mình vẫn đám cưới, vẫn cùng bia ì ì, vậy là đâu có được. Thầy thấy rõ ràng có nhiều Phật tử nam vẫn đi nhậu ì ì ì, như vậy đâu có xứng đáng là người Phật tử. Phải bỏ, bỏ những cái gọi là cái đó, cái giới. Rồi ngoài ra giới còn cái quan nghi nữa. Quan nghi là gì? Là tế hạnh, là những cái đường đi nước bước, cái hành động của mình gọi là quan nghi của một Phật tử. Và những cái chấp trước. Chấp trước là gì? Những cái thật xấu, những cái mê mờ. Ví dụ như bây giờ người ta cấm hút thuốc thì mình không được hút thuốc. Mình tới chùa mình thấy cái chùa để chữ bảng là không hút thuốc thì mình không hút thuốc. Hoặc là người ta nói là không ăn trầu thì mình đừng ăn trầu. Như vậy là mình nói là mình bỏ những cái chấp trước, những cái tập nhiễm xấu. Hôm bữa thầy đi giảng ở trên chùa, trên cổ cò, đang ngồi nghe kinh vậy đó, đứng dậy xá, mình tưởng đi vệ sinh, ai vậy ông ra đứng ngoài hàng ba hút thuốc. Lên cái cơn ghiền rồi không có bỏ được. Tới chừng xong rồi thầy xuống, thầy mờ vô, sau nãy không nghe, bộ nghe ông hay là sao bỏ ra ngoài. Dạ thưa thầy, con đang lên cơn thèm thuốc, con xin phép Phật 5 phút con ra hút thuốc xong trở vô tu tiếp. Nghĩa là chúng ta còn mê quá, còn mê cái đời quá, phải không? Làm sao chúng ta trở về cái bản tánh chân như được? Mình tụng kinh mỗi đêm, tụng kinh mỗi đêm, mình cầu nguyện làm sao để chúng ta bỏ gì? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nguyện gì? Nguyện đắc trí tuệ. Rồi gì nữa? Chơn minh liệu. Rất là hay. Cái trí tuệ đó là gì? Trí tuệ của Phật đó. Chân minh liễu là trí tuệ của Phật. Cái chân như của Phật, mình cầu làm sao có trí tuệ của Phật nhập vào người mình nè. Mà cái tập nhiễm mình không bỏ, mình đắm sai cái chơi bời đó, cái hút thuốc có ngon lành gì? Nói thiệt, có người nhà đưa thầy gói thuốc, dạ thầy hút đi. Rồi một bên nhà đưa thầy 1 triệu, thầy đớp 1 triệu thì đi. Không hút thuốc. Nhiều khi ông nói dạ đây là gói thuốc hero, đây là thuốc ghét ngon lắm, hút đi. Thầy nói không, cho tôi 1 triệu tôi ăn bánh, ăn bánh thì được, còn hút thuốc không. Phải không? Mình lựa cái nào ngon mình lấy chứ. Cho nên chúng ta phải bỏ những cái tập nhiễm, những cái chấp trước, những cái thú vui nó tạm bợ ở trần gian. Chúng ta phải trở về chân như chúng ta. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tam chướng trừ phiền não là gì? Không sân, không gì, không tham, không sân và không si. Nếu nhiều Phật tử mà bỏ được ba cái đó là về Phật rồi đó. Chư Phật ba đời cũng tu ba phiền não này mà thành Phật. Chư Bồ Tát ba đời cũng tu ba phiền não này mà thành Bồ Tát. Quý thầy tu ba cái phiền não này mà quý thầy thành thánh. Thì mình phải cố gắng, mình ráng tu cái ba phiền não này. Mà ba phiền não là gốc của chúng sinh. Cái gốc à, giống như cái cây mà chúng ta chặt rồi nó vẫn còn gốc dẫn lên, mình phải bứng cái gốc đi thì lúc đó nó mới hết. Thì phiền não, ba cái phiền não rất là độc. Cho nên mỗi đêm tổ phải nói mình phải ráng cố gắng nguyện làm sao mà không tham, không sân và không si. Thì lúc đó chúng ta mới có được cái bản tánh của Đức Phật. Chúng ta phải
lúc đó chúng ta mới có được cái trí tuệ của Đức Như Lai, gọi là gì? Chơn minh liệu. Rất là hay. Còn nếu như chúng ta đắm say hoài, chúng ta chơi hoài, đi chùa là đi, đi niệm Phật là đi, nhưng mà tới ngày mai ai rủ đi đánh bài vẫn đi. Có nhiều người Phật tử vẫn đi xè, hay vẫn biết, vẫn đi xè, xè xanh xè đỏ đưa ra gì nè. Thầy thấy rõ ràng vậy đó. Còn mê, không bỏ được. Còn 2 giờ mấy 3 giờ lật đật lấy điện thoại, bây giờ mua điện thoại cho thật mắc tiền, đặng vô mạng cho sớm, đặng chi? Ghi số 5, số 7, số 8, 9, 10 này. Ghi hết trơn à. Như vậy để chi? Để cầu một cái gì đó mờ ảo quá. Mình vừa niệm Phật, mình về Tây Phương nguyện làm sao cho con bớt cái phiền não, nhưng bỏ ra vẫn bấm điện thoại, vẫn trà số, cà số. Thì vậy là mình mâu thuẫn bản thân mình quá, mâu thuẫn quá. Cho nên nhiều vị Phật tử đắm sai chỗ này, mà mình đi hoài không thấy, không thấy bên, thấy bên, không thấy tới bến. Có nhiều người đạo khác họ nhiễu mình là gì? Tu thì rất là đông mà chở xuồng dông không đầy. Là chỗ này nè. Tu thấy dữ dằn vậy đó nha. Quý vị giờ lên mạng coi, một cái đạo tràng tu có thể là 5.000 người, 10.000 người có. Rất là nhiều. Nhưng mà không thấy ai mà đăng đàn nói ta chứng đạo, tỏa hào quang ra không thấy. Quý thầy cũng vậy, lên tòa thì cũng nói thao thao bất tị hết. Nhưng mà thầy thấy đạo chưa? Thấy giải thoát chưa? Thấy cảnh Tây Phương chưa? Thấy địa ngục chưa? Và tôi nói theo kinh thôi. Có nghĩa là chưa thấy gì hết. Chúng ta phải ráng cố gắng nỗ lực tu. Bây giờ thêm một cái đạo nữa gọi là trần tâm. Nếu nói đây mà ông Trần Tâm có nghe được cũng hoan hỷ ha. Ông bây giờ ông đăng đàn, ông thuyết pháp mà mê hoặc chúng sinh. Ông cứ nói là ta là ngày qua ta đi chơi, ta gặp Bồ Tát Quan Âm, kêu là Trần Tâm ơi, đến cái chùa đó để nói chuyện giùm cho giùm tôi nha. Hôm nay tôi ở chùa đó, mà giờ tôi bận tôi đi công chuyện rồi. Quý vị tin không? Bồ Tát Quan Âm nói chuyện với ông á. Ông nói ông đi qua bên cái núi gì đó, ông thấy Bồ Tát bay lại, nói ngày mai đi qua chùa vậy bên Sri Lanka đó, thuyết pháp giùm đi. Bồ Tát hôm nay ở đó, mà giờ Bồ Tát bận công chuyện đi chỗ khác rồi. Bây giờ ổng xuất hiện y như là Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày xưa vậy đó. Còn hơn nữa, quý vị có coi chưa? Có coi Trần Tâm chưa? Quý vị không coi thì quý vị tìm được cái đĩa của hòa chùa Hoằng Pháp á, là thầy Chân Tín á, có nói rất rõ về sư Trần Tâm. Thầy Chân Tín mới thuyết pháp và mới ra một cái đĩa gọi là Sự Thật Trần Tâm, rất là hay. Mà quý vị biết rằng là ông Trần Tâm này ổng rất là nổi tiếng bên nước ngoài, mà Phật tử mình là đi theo ổng rất là nhiều, bỏ bên đây đi theo ổng mới ngộ á. Phật tử mình đi ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc, bên châu Âu thì đi nhiều lắm, mà nhiều nhất tại Hà Nội mình nè. Bỏ mấy sư bay qua bển để mà theo tu có thầy Trần Tâm. Vì sao? Vì cái chân lý ổng đưa ra là gì? Ổng nói tiếu không à, ổng nói tiếu lâm không à, rồi ông nói quyển, hoặc ông nói mây, ông nói tiên thần thánh, ông nói là ông gặp Bồ Tát. Còn Phật Thích Ca này là bạn ông hồi xưa đó, bạn mấy trăm năm về trước, bạn bây giờ gặp là trời, ông ở trên núi Linh Thú á, tôi qua Ấn Độ gặp ông, ngoắc tôi lên uống ly nước trà, vì tôi bận quá tôi đi cho nên không ở không, nói vậy đó. Rồi cho nên một số Phật tử họ tin, nhẹ dạ họ tin, họ nói đây là Bồ Tát chuyển thế, một vị thánh nhân ra đời. Thánh nhân ra đời. Cho nên là có một số nhẹ dạ đi theo. Thì ở đây là nói về những cái quyển hoặc những cái sự vui chơi ở thế gian mà Đức Phật khuyên chúng ta phải bỏ, phải chừa ha. Thì trước khi mà chúng ta học kinh Bách Vụ này á, thì có một số mà Phật tử đã học rồi thì đã biết. Còn quý vị nào mà chưa học á thì cũng ráng cố gắng ha. 100 mẫu chuyện này, Bách Vụ, Bách là 100, Vụ là gì? Vụ là thí dụ, là những cái mẫu chuyện này là do Đức Phật Thích Ca nói rải rác trong các kinh, rồi chư tổ mới lọc lại, mới thành là 100 câu chuyện
mà đúng ra là có chỉ có 98 câu chuyện thôi, còn hai câu chuyện sau là chư tổ thêm vào cho đủ 100, gọi là kinh Bách Vụ. Thì tất cả những câu chuyện trong kinh Bách Vụ này do Đức Phật Thích Ca nói ra, chính Đức Phật nói ra, và Đức Phật diễn giảng trong cái câu chuyện này để nói lên những cái tánh hư tật xấu con người chúng ta, ai cũng có hết. Mỗi con người chúng ta đều có một cái câu chuyện trong đây. Thì câu chuyện đầu tiên nhất là gì? Là người ngu ăn muối, là vân 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 vân. Thì nó cũng mang cái tính ngụ ngôn, ngụ ngôn. Thì chúng ta học kinh Bách Vụ rồi, chúng ta thấy Đức Phật mình đâu có phải là một vị mà nghiêm trang mà để chúng ta sợ sệt, phải không? Đức Phật của chúng ta cũng là một vị giáo sư, một vị thầy, một vị cha bình thường, rất là thương đệ tử. Mà có nhiều người ta gọi nôm na là nhiều khi Đức Thế Tôn hơi tiếu lâm nữa. Tại vì Đức Phật kể những câu chuyện rất là hàm tiếu trong đây. Thì trước khi chúng ta vào kinh học thì để thầy nói sơ quý vị về vấn đề cái chuyến lưu diễn của thầy vừa qua tại Hoa Kỳ. Nói là lưu diễn thì nó sang quá không? Và thật sự cũng vậy đó. Tại vì thầy đi học hạ ở trường hạ bên Cali, Phật Nha và bên Chicago. Đi để biết các huynh đệ mời đi. Mình nào giờ mình nghe nói hạ ở bên Mỹ mà mình không có biết hạ bên Mỹ là thế nào. Nhưng thực sự qua bển mình rất là ngỡ ngàng. Hạ chỉ có 10 ngày thôi. Và cái trường hạ ở San Jose thầy đi á, thì có 8 ngày. Tại sao mà người ta mở có 10 ngày? Ở Việt Nam thì 3 tháng, ở bên Mỹ là 10 ngày là sao quý vị? 10 ngày là ở bên nước ngoài á, muốn tập hợp một cái đạo tràng để mà ăn cư kiết hạ rất là khó. Một thầy một chùa mà từ một cái chùa này mà bay qua cái chùa kia là đi cả một tiểu bang. Mà tiểu bang đó là đi coi như là 5 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ mới tới. Mà một tiểu bang chỉ có 2-3 sư thôi, mà toàn nước Mỹ là 52 tiểu bang. Cho nên là quý vị thấy là rất là vất vả. Cái cuộc sống tu hành của quý thầy ở nước ngoài rất là cực, cực lắm. Mà quý thầy vẫn tổ chức hạ một năm, hạ 10 ngày là đó là nỗ lực của giáo hội Phật giáo tại Hoa Kỳ. Và Phật tử cũng vậy, họ tu thấy ham lắm quý vị à. Thầy đi rất là nhiều trường hạ, thầy thấy một cái trường hạ là khoảng 100 Phật tử, 200 Phật tử theo học suốt 10 ngày. Mà hỏi cô ở đâu? Dạ con ở tiểu bang Chicago qua. Hỏi ở đâu? Dạ con ở New York qua. Cô ở đâu? Dạ con ở Hawaii qua. Mà quý vị thấy họ khăn gói họ qua, họ ở 10 ngày với đạo tràng quý thầy tu là quý vị thấy họ làm sao? Cái tinh thần họ làm sao? Rất là cao. Còn những vị mà ở tại địa phương đó thì 4 giờ sáng quý thầy dậy để mà công phu đó, tụng kinh Lăng Nghiêm đó. Những vị mà Phật tử gần đó người ta đánh xe lại, tự lái những cô lớn tuổi như là cô Diệu Hảo vậy đó, Minh Ngọc ở đó mà tự lái xe. Thầy hỏi lấy xe hồi nào? Dạ con lấy hồi 3 giờ khuya, cách một tiếng đồng hồ đến chùa cho kịp 4 giờ đi tụng kinh. Mà quý vị tưởng tượng là nước Mỹ mà lái xe một tiếng đồng hồ bằng từ đây ra tới Vũng Tàu vậy đó. Mà họ tự vậy, họ tự lái một mình đi trong ban đêm, ban khuya lắc phi lơ vậy đó. Họ đội xương, họ đội tuyết họ đi. Và họ đi vậy họ ở tới 9 giờ rưỡi đêm họ mới về. Cái ra chùa xong thì hỏi chừng bây giờ cô lái xe về chừng nào tới nhà? Dạ khoảng 11 giờ đêm. 9 giờ rưỡi lái xe về nhà là 11 giờ. Rồi về rồi tắm rửa rồi ăn nhẹ cái đi ngủ. Rồi 3 giờ phải dậy rồi đi chùa nữa. Vì thấy không, người ta rất là tinh tấn. Mà vô tụng kinh ngồi răm rắp hết, ngồi thứ lớp hết. Và tụng kinh Lăng Nghiêm người nào cũng thuộc hết. Còn một số không thuộc thì cầm bổn mà vẫn tụng mau như thường, tụng hơn quý thầy nữa. Rất là hay. Tại họ ở nhà họ tụng. Thầy hỏi sao mà tụng hay quá vậy? Cầm bổn mà không dấp cái tiếng nào. Quý vị có tụng kinh Lăng Nghiêm chưa? Chưa. Ráng cố gắng tụng kinh Lăng Nghiêm.
Kinh Lăng Nghiêm là gì? Là để lọc cái tâm của người tu. Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật chế ra để dành cho người tu tụng thôi. Đó là những mật chú mà Đức Phật đã nói, không thể dịch thành văn, để nguyên chú vậy mà đọc. Từ xưa giờ mấy ngàn năm rồi, năm đệ Lăng Nghiêm vẫn để dạy tụng chứ không có dịch ra. Nó là chú rồi, chú thì không có dịch ra được. Chú là gì? Là mật chú ở giữa Phật và chư Tổ và Bồ Tát nghe, chứ không dịch thành văn. Cho nên rất là linh. Bởi Phật tử bên Mỹ họ thích lắm, họ tụng Kinh Lăng Nghiêm dữ lắm. Tụng đến nỗi mà họ thuộc luôn, hỏi tới đâu trả lời tới đó. Nhiều khi quý thầy không thuộc bằng. Thì đó nói để vấn đề là tu học của Phật tử tại Hoa Kỳ. Rồi tới vấn đề mà chấp tác lao động. Không phải họ mặc áo tràng họ lên họ ngồi tu không đâu. Xong ra rồi đó quý thầy thì lên lớp và học, rồi Phật tử vẫn lên lớp học. Xong quý thầy chấp tác thì Phật tử chấp tác. Chấp tác là lao động, là làm việc trong cái trường hạ đó, quét nhà, lau nhà. Có nhiều đêm thầy thấy 1 giờ khuya quý thầy dậy đi vệ sinh, thấy Phật tử vẫn còn lau cái chùa, chia ca ra lau. Thầy nói sao để không để sáng, và để sáng thì không kịp. Sáng thì 3 giờ mấy là quý thầy dậy, rồi tụi con phải công phu với quý thầy, phải tu theo quý thầy. Còn thời giờ đâu để con mà lau nhà, quét trường hạ. Cho nên họ tranh thủ thời gian khuya đó mà họ làm. Họ làm vào nhà vệ sinh, họ vào nhà bếp, họ lên chánh điện, họ làm hương đăng, họ chia ca ra làm. Tới chừng mà quý thầy 4 giờ dậy công phu là qua cảnh trong chùa, nhà vệ sinh thơm phức hết. Hỏi ra thì cái nhóm Phật tử 100 người đã ngủ đó đó, họ chia ca họ làm. Rồi song song bên đó rồi họ còn nhận đồ của quý thầy, họ giặt đó, giặt bằng máy đó. Tại 100 sư, 200 sư thì họ chia ra họ giặt cho quý thầy, rồi họ ủi, họ ướp thơm cho quý thầy. Mà trong ban ngày đâu có làm được đâu, trong ban ngày đâu có vận hành máy giặt đồ được. Ban đêm họ vận hành. Quý thầy họ, quý vị thấy họ tu dữ dằn không? So với Việt Nam mình thì quá trời lớn. Cho nên một lúc mà thầy đi giảng ở trường hạ ở chùa Bảo Phước đó, ở San Jose đó, trường hạ mời thầy đi giảng kinh, thì thầy cũng có nói cho Phật tử bển nghe là vấn đề vậy. Và Phật tử ở Việt Nam thì tu thì có tu, nhưng mà vấn đề tinh tấn thì không bằng. Thì có số Phật tử điện thoại thầy, họ coi trên mạng á, bị trên đó quay là quay trực tiếp, rồi trực tiếp trên sóng trên thế giới coi. Có số Phật tử ở Cái Bè hoặc là ở Tiền Giang, sao mà tìm điện thoại của thầy điện. Trời ơi con giận thầy á. Con giận sao? Thầy chê tụi con tu không bằng bên Mỹ. Thầy nói thiệt không? Bây giờ quý vị thấy thiệt là mình không bằng không? Nói dạ không bằng. Không bằng thì thôi đừng giận. Cái cười. Ráng cố gắng nỗ lực tu. Bởi vì sao? Vì Phật nói bây giờ mình vô thường, không biết đâu mà lường được. Thấy không? Dép dưới giường, lên giường dội mất. Sống ngày nay, không biết ngày mai. Quý vị biết ngày mai không? Ai ở đây mà biết ngày mai mình còn sống, giơ tay lên đi. Sao vậy? Không quả quyết được hả? Kỳ vậy? Ngày mai mà quý vị nào mà biết con bây giờ bữa nay con sống, ngày mai con vẫn còn sống, quý vị giơ tay đi. Trời đất ơi, 100 người không ai giơ tay hết. Vậy là không biết ngày mai mình còn sống phải không? Vậy làm ơn đưa tiền đưa bạc đi hết đi. Đưa cho thầy cất nhà đi, cất chùa tổ tới nè. Thì quý vị không đưa để ngày mai quý vị chết hết rồi tiền để ai xài. Cho nên bây giờ đưa đi đặng thầy cất chùa. Dám không? Đâu có dám. Cho nên chúng ta tu mà chúng ta không có biết được ngày mai mình còn sống hay chết thì sao? Thì còn dở lắm. Ở mai con sống. Nói sao sống? Dạ con thấy cái hạnh con còn. Con có niềm tin đối với cái lòng của con. Thì con quyết định con ngày mai con sống. Còn như ngày mai con chết thì ngày mai chết. Tại sao chết? Nó già thấy con trong người con khó chịu, hoặc là con hết muốn sống. Con muốn cho Phật Di Đà rước con càng sớm càng tốt. Như vậy thì mình mới đặt niềm tin nữa. Chứ tu mà ngày mai không biết sống hay chết trời.
Vừa giơ tay không dám giơ. Thôi chết rồi. Cũng như câu chuyện của sư cô bên Đài Loan á, mở khóa tu niệm Phật đông lắm, mấy trăm người vậy đó, tháng nào cũng mở như mình vậy đó. Mà tới chừng mà bữa đó sư cô thấy người Phật tử tu tinh tấn quá, niệm Phật rầm 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 lên. Cái chiều sư cô ra, sư cô nói một lát quý vị chuẩn bị ra về á, quý vị chờ sư bà chút xíu, sư bà sẽ gửi quý vị một người một món quà ai cũng thích trơn, ráng ở lại không về để chi, để nhận quà. Cái chừng sư bà ra nói bây giờ quý vị ngồi xuống hết, cô sẽ gửi quý vị một món quà, quà này do Phật Di Đà gửi xuống. Ai cũng trời kỳ vậy, lạ quá, để nghe coi. Sư bà nói hồi tối này sư bà ngủ á, sư bà thấy Phật Di Đà nói sư bà vậy, ngày mai sư bà có một vé gọi là visa đó, rước một người duy nhất ở trong cái đạo tràng này về bên Tây Phương. Chỉ có một người thôi, bây giờ một trăm mấy trăm người đây mà chỉ có một vé thôi. Ai đăng ký sớm thì được sớm. Ai đăng ký giơ tay lên. Im rè trơn. Không ai chịu giơ tay nữa. Sư bà này nhắc ba lần vậy mà cũng ai giơ tay. Sư bà trả lời quý quá quý. Quý vị vẫn niệm Phật, mỗi ngày niệm Phật, bây giờ lại niệm Phật để cầu gì? Cầu về Tây Phương. Mà bây giờ ông Phật Di Đà đưa tay xuống để rước quý vị cho một cái vé quý vị về trển mà quý vị không chịu đi. Rồi sao? Vậy mâu thuẫn không? Mình cầu về trển mà người ta cho đi không, không chịu đi. Không dám đi. Rồi sư bà nói tại sao kỳ vậy? Cô nói dạ nữa thầy, con muốn đi nhưng mà 10 năm nữa con mới đi. Còn cô kia dạ con muốn đi mà cỡ 20 năm nữa con mới đi. Thôi sao vậy? Dạ để con chuẩn bị nhà cửa đất đai chưa chia hết, rồi tiền bạc tiền nông chưa gom đủ. Đủ thứ trên đời, cho nên đâu muốn đi liền. Phải không quý vị? Mình cũng vậy, mà kể cả quý thầy cũng vậy. Muốn đi đâu có được, phải sắp xếp rồi mới đi. Mà tới chừng mà vé tới bàn rồi, tới giường rồi, còn níu giường lại không chịu đi. Mà trong khi đó mình niệm Phật để đi, mà có vé về không chịu đi làm sao? Bây giờ Phật tử yêu hảo giải thích đi, mình cầu cái gì đấy? Mình cầu cái gì? Cầu giảng sanh hay là cầu gì? Cầu về Tây Phương. Mà ông Phật Di Đà đưa vé xuống mà tại sao không chịu đi? Ngộ vậy. Cái này phải suy nghĩ lại ha, ráng cố gắng. Thì đó là những cái chỗ chuyện rất là vui mà nó ảnh hưởng đến con người của mình. Mình thấy nhiều khi mình cũng mâu thuẫn cuộc sống á. Nhiều khi mình muốn cái đó, mình thích cái đó, mà nó tới thì mình không có đón nhận. Rồi nhiều khi phiền não tới thì mình nhận. Ví dụ bây giờ người ta mời đám cưới, đám giỗ, đám quải, mình thấy nó là xui xẻo tới mà vẫn đi. Hoặc là ta mời mình đi qua một cái nước nào đó để mình du lịch, mà mình thấy cái đó nó mờ ảo quá, mình vẫn đi. Rồi lỡ cái chuyện gì cái trời ơi phải hổm, con ở nhà con được quá rồi, giờ con đi vậy sao được. Nói chung là nhiều cái ở đây tập trung lại là gì? Mình sống ở trong cái bể khổ mà mình tưởng là vui. Cho nên Phật nói Bồ Tát ở trên cõi, Bồ Tát nhìn xuống cái cõi này nè, là Bồ Tát sợ lắm. Sợ chúng ta, thương cho chúng ta. Còn những vị tiên người ta nhìn xuống mình sao? Ta thấy mình cũng như là một mớ cá đồng, nó nằm ở trong cái ao vậy đó, lúc nhúc. Những vị tiên, những Bồ Tát ở trên cõi trời nhìn xuống thấy mình chúng sinh, mình sống ở dưới cái ao nước tù động này nè, ở trên cánh đồng chuẩn bị khô hạn, có một vũng nước mấy trăm con cá ở trong lôi nhôi lúc nhúc, mình đang ở trong đó. Mà những vị Bồ Tát, những vị tiên thần thánh đã kêu mình ra, kêu mình đi khỏi vũng nước đó mà mình không chịu đi. Mình cứ quần quần ở vũng nước hoài, mình nó ngon quá không chịu đi. Cũng như Phật nói trong Kinh Pháp Hoa vậy đó. Mình ở trong nhà lửa,
mà mình không chịu đi. Mình tưởng là cái nhà lửa này, cái cõi này là ngon lắm, sung sướng lắm. Khi quý vị mà đi máy bay á, quý vị nào có dịp mà đi nước ngoài á, quý vị lên máy bay á, quý vị thấy một cái mình nhìn lên mình thấy mây, mình tưởng trên mây là hết rồi, nhưng máy bay nó bay hết từng mây đó lên trên, đó là không gian y gì nè, nó trống trơn luôn, rồi nhìn xuống là một cái nền trắng. Thì mình hỏi người ta nói đó là mây. Rồi ông bác tài, ông phi công nói là dạ thưa thầy, 9 tầng như vậy đó. À, 9 tầng như vậy mới hết. Mà nó vũ trụ nó bao la trên thế gian này. Cái quả địa cầu chúng ta ở đây là một cái hành tinh nhỏ thôi. Và hàng triệu cái hành tinh như cái quả địa cầu. Một ngôi sao là một cái hành tinh. Trên đó có sự sống. À, quý vị đi máy bay, quý vị ngồi đó mới thấy cái cảnh vũ trụ. Chúng ta thấy được cái tâm tư mình và thấy được Phật nói trong kinh Địa Tạng rất là hay. Cái vũ trụ bao la rất là nhiều sự sống, mà chúng ta đang sống ở trên cái cõi Diêm Phù Đề này, có nghĩa là đang sống ở trái đất này chỉ là một thôi, còn hàng triệu cái hành tinh đang sống như mình. Và kể tiếp quý vị nghe sự tu học của Phật tử tại Hoa Kỳ á. Ngoài cái sự mà tu học về niệm Phật, về hành đường, về kinh hành, họ học về giáo lý rất là hay. À, hỏi tới đâu trả lời tới đó. Học sử, học kinh rất là hay. Có thể quý thầy mà coi như yếu tay cơ là thua Phật tử. Mà nhiều nhất là Phật tử nữ lớn tuổi, họ nghiên cứu kinh sách rất là nhiều. Ngoài cái thời gian họ đi làm việc, rồi về nhà họ coi kinh sách và họ nghe băng đĩa quý thầy giảng, họ học ra. Và cái nhiều nhất là họ học bằng cái gì? Họ thực hành. Họ đi rất là nhiều đạo tràng. Cho nên Phật tử ở Việt Nam mình rất là tội nghiệp và rất thương. Vì sao? Vì cuộc sống rất là nghèo. Mình không có điều kiện để mình đi học rất là nhiều nơi trên thế giới. Còn Phật tử Hoa Kỳ, người ta muốn đi qua Đài Loan, người ta đi như đi chợ vậy đó. Ta học những vị hòa thượng lớn như Hòa thượng Tịnh Không, Hòa thượng Tinh Vân, vân vân đó. Rồi xong cái họ về cái họ qua Ấn Độ học khóa 3 ngày, 4 ngày, 10 ngày đó. Xong cái họ về cái họ qua bên Úc Châu, họ gặp Hòa thượng Tịnh Không ở bển, rồi họ tu học nó 10 ngày, 20 ngày họ về. Rồi có khi họ qua Canada, họ gặp thầy Pháp Hòa, họ tu với thầy Pháp Hòa 5-3 ngày rồi họ về. Rồi họ đi gọi là đi Tây Tạng, họ tu những vị sư mà sư Tây Tạng họ truyền tâm ấn đó, quý vị thấy. Cho nên Phật tử Hoa Kỳ họ rất là sung sướng, cái cuộc sống người ta rất là dư dả tiền bạc, cho nên cuộc sống người ta hướng về đạo rất là mau và tu rất là thâm nhập. Mà cuộc sống vẫn là sanh con ra, con đúng 18 tuổi là tự nó sống, tự nó đi làm, tự nó sống. Cái cô kêu nói thầy, con gửi thùng đồ về cho má con ở Việt Nam á. Cô kêu gái con bay lát đi làm á, bay bỏ cái thùng đồ lên đi ra bưu điện, cái chỗ mà gửi quà đó, gửi gì cho bà ngoại nha. Má để 20 đồng tiền cước phí đó. Vậy là má đưa thêm 10 đồng nữa đi. Nó chi? 10 đồng tiền xe. Còn nếu má không đưa thì má kêu người khác đi, con đi làm. Cổ phải móc 10 đồng để thêm vô đó. Nó đi, nó lấy tiền, nó tiền xe của nó. À. Rồi hôm nào má đi khám bệnh với con, bữa nay thứ bảy, mẹ có điện cho bác sĩ rồi. Thì con chở mẹ đi bác sĩ. Dạ mẹ đi bao lâu? Mẹ đi khoảng 3 tiếng 30 đó, là móc 30 tiền xe cho nó. Mà ở chung một nhà, con ruột, tiền bạc sòng phẳng. Ví dụ thuê nhà mỗi người một phòng, thì tới tháng là mẹ 20 đồng tiền phòng đưa đây, là con đắp vô trả nhà cho anh ta. Ở bởi vì người giàu mới là có nhà, còn người trung bình là người ta thuê nhà để ở, bị nhà rất là mắc, khoảng 500.000 đô.
ở Việt Nam mình là 12 tỷ đó. Thì Việt Nam mình mới qua đâu có tiền mà mua, toàn là thuê không. Thuê một phòng vậy là khoảng 500 đô, 600 đô à. Được một phòng thôi, hai vợ chồng ở một phòng vậy đó. Có nhiều người đi qua Mỹ 20 năm vẫn còn mướn một cái phòng để ở, không có tiền để mà mua nhà. Muốn mua nhà đó, nhà nước Mỹ vẫn cho góp. Ví dụ giờ căn nhà 500 ngàn đô, thì bây giờ quý vị có chừng 200 ngàn hay là 100 ngàn, quý vị đưa cho nhà nước đi, rồi nhà nước cho mình thuê, cho mình góp một tháng mấy trăm đô đó. Nhưng mà làm sao có tiền 100 ngàn đô? Mới qua là cào tiền kiếm tiền liền đã gửi về gia đình nè. À, 2-3 ngày, 2-3 tháng bên đây điện qua: chị ơi gửi cho em 100 nha, má ơi gửi cho 200, 300, 400, gửi về nhà. Mà đâu có biết những người ở bên Mỹ người ta cực khổ cỡ nào. Nhưng mà phải lấy lòng thân nhân ở Việt Nam vẫn đi làm để gửi về, chứ đâu có dư tiền để mà mua nhà. Mà nếu mua được căn nhà thì quý vị thấy không, là góp 30 năm, 50 năm mới hết. Có nhiều người góp nửa chừng góp không nổi, cái nhà nước lại xúc hết. À, nhà nước Mỹ ngộ con cái nha, không phải như ở đây. Mình mua một chiếc xe hơi 30.000 đô la đi, mình góp được 15 ngàn, rồi tới chừng mình góp không nổi, mình ví dụ như mình bệnh hoạn, mình làm hết ra tiền, mình làm đơn mình xin mình ngưng góp, mình bán chiếc xe mình trả không được, đó là nó xúc chiếc xe đi, coi như 15 ngàn mình góp mất hết, bỏ luôn. À, cho nên rất là khó. Cho nên họ sợ như vậy mà họ xả thân họ làm, xả thân họ làm. Cho nên những người nào mà có thân nhân nước ngoài á thì cũng lưu ý chỗ này, khi nào mà mình kẹt quá mình mới điện mình xin, chứ đừng có xin hoài, tội nghiệp nó. Nó cũng thương cha thương mẹ vậy, thương anh thương em vậy, nhiều khi nó mượn tiền hoặc nó dai ở bển nó cho mình. Có nhiều người ở đây là ở không vậy đó, không làm gì hết, đứng tháng 5-7 ngàn đô thì sống tới tới tới, mà đâu biết con của mình hay là ba má mình bên nước ngoài khổ vậy. Thì đó là nói về cái cảnh khổ của người Việt mình tha hương. Mà quý vị nhớ rằng vì người Việt Nam mình khi mà qua bên Mỹ rồi đó, thầy có quen cái cô đó tên là cô Nhuận Lạc ở bên ở Mỹ Tho. Cổ nói cổ là hồi xưa là ba cổ là hiệu trưởng trường Nguyễn Đình Chiểu, cổ là nhân viên của ngân hàng đời Mỹ đó. Cổ nói con đi làm mà có xe hơi rước, đi mặc áo dài tha thướt, mà tới chừng giải phóng vô cổ sợ quá, cổ gia đình cổ vượt biên hết, đóng mấy chục lượng vàng để vượt biên. Nhà của cổ bây giờ cổ nói cái biệt cái nhà lớn mà nhà nước đang làm cái bệnh viện gì đó ở dưới lớn lắm, nhà cổ nhà xưa mà bỏ hết để đi, sợ bị gì bị bắt á. Đi đi qua bển rồi cổ nói ở ngoài đảo 2 năm đói gần chết, ăn một ngày có mấy củ khoai thôi. Rồi sau này Mỹ nó qua rước, rước qua đem qua cái tiểu bang gì đó mà lạnh dữ lắm, rồi cổ làm đơn cổ trình hoài mấy năm sau mới đưa qua được bên Cali ở San Jose á. Cổ nói lần đầu tiên cổ đâu biết làm gì sống, nhà nước cấp có 200 đô la một tháng à, mà hai vợ chồng hai đứa con sao mà nuôi nổi. Rồi cổ phải đi làm thuê cho người ta, làm thuê từ một cô nhân viên ngân hàng giàu có mà qua phải là bưng thức ăn của một cái nhà hàng. Rồi sau này cổ học, vừa học mà vừa làm được, học được cái nghề thợ chánh rồi mới chế biến món ăn, rồi người ta mới mướn cô vô cái nhà hàng lớn cô làm. Thì lúc đó cô mới được là lương khá khá chút, nhưng mà vẫn cực khổ. Cho nên chúng ta thấy từ cái sướng rồi cái khổ, rồi bây giờ cô mới sướng lên. Sướng lên là gì? Cô lớn lên rồi hai đứa con của cô nhờ nó, còn nhờ cô giáo dục ở trong trong gia đình đàng hoàng nho giáo, mà bây giờ tụi nó rất là thương cô, nó rất là thương và nó lo cho cô dữ lắm, chứ không phải như mấy cái người kia. Những người mà thầy kể quý vị nghe là con sòng phẳng với gia đình đó, là tụi nó sống tại Mỹ, nó sanh ra tại Mỹ, nó quên cái hiếu thảo của Việt Nam.
Có nhiều đứa bây giờ quý vị biết không, nói tiếng Việt Nam nó không chịu nói, nó mệt có chừng nó nói nữa tiếng Anh không à, vậy đó. Cha mẹ nói tiếng Việt nó mệt quá đừng nói, nói tiếng Anh đi, nói tiếng Anh thì nó hiểu và nó nói mau hơn. Còn mình nói tiếng Việt nhiều khi nó không hiểu. Cái cô kia có nói cô Phượng đó, có đứa cháu ngoại 8 tuổi bằng Tiểu Phước nè, đi học về nói con đi tắm đi, con không có nghe chữ tắm nữa, ngoại phải nói tiếng Anh đi. Con nói trời con đâu biết nói tiếng Anh đâu thầy. Biết một hai tiếng thôi, tiếng Anh tiếng tắm con đâu biết nói, cho nên là thôi con ra giấu với nó không à. Cho nên cái người Việt Nam mình nếu mà sống khoảng chừng 50 năm tại đất Mỹ mà không khéo á là mất nhiều lắm, mất giống nhiều lắm. Có nhiều người ham con mình học tiếng Mỹ cho nhiều, đặt tiếng Mỹ cho con, cho cháu. Mình đặt cái đó mình sai đó. Có nhiều người đặt tên cháu trên tên con mình tên Mỹ. Mình đặt vậy nữa là mình mất luôn nó. Mình đặt tên Mỹ thì nó ra nó lấy tên Mỹ không, và nó lấy tiếng Mỹ và nó hành động như Mỹ vậy đó, sòng phẳng. Cho nên là mình phải đặt tiếng Việt Nam. Tại vì quý vị thi quốc tịch đó, mình bây giờ Nguyễn Thị B đi, mình qua ở, mình ở được 5 năm tới chừng mình thi quốc tịch đó, thì nhà nước Mỹ cho mình được lấy một cái tên Mỹ để đặt cái tên trong bách bo Mỹ đó. Lúc đó mình có quốc tịch Mỹ. Nhiều người đặt không muốn tiếng là Nguyễn Thị B, xấu quá, đặt tên là Lida, tên Sina, tên Mỹ. Tới chừng về Việt Nam nói dạ chị Lida về, không ai biết chị Lida là ai hết, chỉ có cha mẹ biết thôi, chỉ làng sớm không biết lên coi Lida là ai vậy ta. Tới chừng đó 5 năm sao, trời con nhỏ này con B mà Lida nào. Tại vì lấy tên Mỹ. Tới chừng lên tới nhà dân làng bà con dòng họ, trời con B, nó tên là con B, nhưng bây giờ nó sửa mặt sửa mài, nó bơm môi rồi nó ụn nhuộm tóc đỏ tóc vàng nhìn không ra. Có nhiều người đi 5 năm về không biết xài tiền Việt Nam, cầm 100.000 tưởng là 10.000, ngộ vậy đó. Nó quên đi tất cả cái nguồn cội của mình. Thì mong rằng Phật tử mình dù mình ở thế giới nào, mình đi đâu quốc gia nào, cũng lấy cái nguồn gốc của Việt Nam. Mình hòa gì? Mình hòa gì quý vị? Hòa hợp với nước ngoài, nhưng mình không có hòa tan cái văn hóa của mình là vậy. Mình hòa hợp với nước ngoài để gì? Để mình sống, mình chan hòa với cuộc sống với họ, để mình thấy những cái hay của họ để mình học tập. Nhưng mình không có hòa tan cái văn hóa của mình. Cái văn hóa của Việt Nam mình là gì? Là hiếu thảo cha mẹ ông bà, là kính trên nhường dưới. Văn hóa của Phật giáo Việt Nam là gì? Là tôn ti trật tự. Mình không có đánh mất. Hôm đó chúng ta học 50 bài của Kinh Bách Vụ rồi, bây giờ chúng ta học tiếp cái bài 51, có tên là Người Tớ Gái. Thuở xưa có 5 người chung tiền lại mướn một tên tớ gái. Một trong 5 người bảo tên tớ gái rằng: con hãy giặt quần áo cho chủ. 4 người kia cũng bảo giặt quần áo cho mình. 5 người đều bảo giặt một lượt, khiến tên tớ gái vô cùng khó khăn, không có phương pháp gì để đối phó. Cô ta thầm nghĩ rằng: ta chỉ giặt cho một người đã, rồi sao mới giặt tiếp cho người thứ hai. Bây giờ cô đem quần áo một người giặt trước, người thứ hai thấy thế nổi sân đến đánh cô, nói rằng: chúng ta đồng sức tiền ra mướn mày, tại sao mày chỉ giặt riêng cho một mình nhà ngươi kia thôi. Y liền đánh tên tớ gái nhiều roi. Tên tớ gái chỉ giặt trước cho một người chủ, mà 4 người chủ kia đều nổi sân thịnh nộ đối cô ta, và đều đánh cô ta một trận tơi bời. Quý vị hiểu bài này không? Có nghĩa là có 5 người ở trong
câu chuyện này Đức Phật kể có 5 người đều mướn một người làm, một người làm bây giờ ta gọi là ô xin đó, giặt đồ. Thì bây giờ cô này có nhận tiền 5 người thì cô giặt một người trước, cô để riêng người thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm. Nhưng mà cái ông kia ông thấy tại sao tao mướn mày cũng chung số tiền đó, cũng bằng số tiền ông kia, mà mày làm gì mày giặt cho ông trước? Đánh. Rồi ông thứ hai, thứ ba cũng vậy, đều đánh cổ hết. Mà cổ vẫn nhất quyết, cổ đánh, cổ giặt một người từ từ. Chứ nếu giặt hết đâu có được. Quý vị thấy kỳ không? Thì ở đây Đức Phật dạy rằng này nè, y theo kinh Phật nói, thân đây do nhân duyên phiền não hợp thành, vì thế thân này không khỏi hằng chịu sanh già bệnh chết ép bức, không thể tự thoát ly, cũng như tên tớ gái bị người chủ đánh tơi bời. Ở đây Đức Phật dạy mình là về cái thân. Mình có thân là khổ hay sướng? Khổ, phải không? Ngày hôm qua thầy có dẫn Phật tử đi cúng trường hạ ở Mỹ Tho. Sẵn đó thầy dẫn Phật tử đi tham quan Bến Tre. Thì đi ra cái cồn thấy sợ gồm gì, cồn Phụng mà ngày xưa của ông Hai Đạo Dừa nó tu. Hồi xưa giờ thầy nghe nói ông Hai Đạo Dừa chứ không có biết ông Hai Đạo Dừa ở chỗ nào, mình nghe nói bên cồn thôi. Thầy thì xuất gia thì ở Mỹ Tho, mà từ Mỹ Tho thì nhìn qua cồn Phụng nó gần xịt, mà chưa mấy chục năm không có biết chỗ đó. Thì ngày qua sẵn nó đi luôn. Thì qua đó thì chúng ta thấy những cái cảnh của ông Hai Đầu Dừa đó, ông cũng lấy từ kinh Phật đưa ra thôi, nhưng mà chí hướng của người xuất gia đó rất là cao. Ông lấy cái đạo của ông là đạo vừa. Hồi nào giờ mình tưởng là ăn dừa, uống dừa, tắm dừa rồi, hoặc là ngủ dừa rồi để sống. Nhưng qua đó thì sự tích người ta để chữ vừa. Chữ vừa là chữ V đó. Chữ vừa, một bên là chữ vừa Việt Nam, một bên là chữ Hán. Và hình như thầy thấy hình như có chữ tiếng Anh nữa đó. Vì hồi xưa ông học rất là cao. Thì cái chủ trương của ông Hai Đạo Dừa đó là cái gì cũng vừa phải thôi. Cũng y như Đức Phật vậy đó. Phật chế ra cái đạo là gọi là gì? Lý, gọi là lý trung thừa, trung đạo. Cũng cái gì cũng vừa thôi, không có hơn không kém. Nếu mà cái đàn mà chúng ta siết quá thì nó là sao? Nó đứt dây. Con người mình cũng vậy, mình ép sát quá thì mình sẽ chết. Thì ở đây cũng vậy, cái thân này là quyển, là giả. Thì Tổ Quy Sơn nói rằng phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hành lụy, bẩm phụ mẫu chi thể giả chúng duy nhi cộng thành, ti nải tứ đại phò trì thường tương di bội, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ. Có nghĩa là chúng ta mượn sân thác sát thân của, mượn tinh cha quyết mẹ để chúng ta có đây, là do đâu? Là nhân duyên mà có chúng ta, phải không? Nhân duyên hòa hợp có cái thân này, nhưng mà nó luôn chống đối lẫn nhau. Có khi nó cảm, có ho, mình nhiều khi mình muốn thôi đừng có ho nữa, nhưng mà nó vẫn ho. Có nghĩa là nó chống đối cái bốn gì? Tứ gì? Tứ đại. Tứ đại là gì quý vị? Đất, nước, gió, lửa. Đất là gì trong người mình nè? Đất là cái gì? Xương, da, thịt, tóc, răng là đất. Nước là gì? Nước gì trong cơ thể mình? Máu, nước mắt, nước mũi, vân vân. Rồi lửa. Lửa là gì kể? Lấy lửa ra cho thầy coi coi. Lửa là gì? Cái nhiệt độ trong người mình, cái hơi thở, cái việc sống trong người mình gọi là lửa. Rồi đất, nước, gió. Gió là gì? Kể coi. Hơi thở. Rồi gì nữa? Hồi nãy mình ngồi thiền đó, hít vô thở, thở ra đều là có không khí ở trong đó. Con người mình không có không khí bế hết là sao? Quý vị không tin, vì nhắm mắt,
bịt mũi, nghiến miệng hết, sống không? Sống chừng khoảng tiếng hồ, nửa tiếng là chết. Thì trong người mình có bốn cái như vậy, gọi là tứ đại. Mà tại sao gọi là đại? Không đặt là tứ tiểu hay là mà đặt tứ đại. Hả? Hiểu không Dựng? Quan trọng cơ thể trong tràng pháo tai đi. Cái gì quan trọng gọi là lớn là đại. Nó rất là quan trọng. Tôi nói vậy mà nó quan trọng lắm. Cái này nó chống đối cái kia thì không yên, không ổn. Cũng như trong cái đất nước Việt Nam mình vậy đó. Mà bè phải nó chống đối lẫn nhau thì sao? Nhà nước mình mệt. Nhà mệt. Thấy lo xử lo đồ là mệt. Ở trong nhà mình cũng vậy. Có 5 đứa con mà 2 đứa nó chống mình, rồi chống luôn anh em nó, rồi sao? Thấy làm sao quý vị? Mệt lắm lúc. Nếu mà không khéo, cha mẹ không khéo, cái nhà nó bán luôn. Bán không quý vị? Bán luôn á. Tại vì sao? Dù thằng thứ hai nó, má ơi bán nhà đi, đi Sài Gòn ở. Thằng thứ ba thì không chịu. Nhỏ thứ tư thì chịu. Rồi nhiêu đó gây lộn hoài. Gây hoài cho nên lúc cuộc riết rồi cũng phải bán nhà. Mà nếu như cha mẹ mà biết sắp xếp 5 đứa con này thì nó thuận hòa với nhau thì không có bán nhà để đi. Cho nên cái tứ đại này là rất là quan trọng. Cho nên Phật nói á, cái đại nào mà hư mình coi kỹ mình sửa đi. Chứ để nhiều khi mà nó mà có chuyện gì là ba cái đại kia phải đi luôn á. Thấy không? Ví dụ bây giờ mình bệnh đi, mình bệnh gan thì phải ráng cố gắng chữa. Có nhiều người nói thôi giờ chữa gì, thân này kể bỏ đi, tu rồi kể bỏ đi. Rồi càng ngày đi xuống chết luôn. Mà khi mình chết rồi thì mình đâu có thấy được đạo, đâu có thấy được cái sự mà giải thoát. Cái chuyện ra đi thành gì quý vị? Tiền đồ mang mang không biết về đâu. Thành những cái bóng ma. Thấy không? Rồi nhiều người ta tin vào quyền bí, ta nói thành gì? Thành bướm bướm nữa đó. Ngày hôm qua đi cái con bướm bướm ở dưới sông nó bay theo cái xuồng thầy. Cái mấy người Phật tử, trời ơi, con nguyện. Tin theo quyển quạt. Có không quý vị? Có ma không? Có không Nhận? Thấy chưa? Nghe nói. Thấy không giờ mà Diệu Khánh, Diệu Ngân? Có ma không? Không thấy ma hả? Có không Quang Ngọc? Có ma không? Có. Ở đây ai thấy ma rồi giơ tay thầy coi đi. Có không? Có cái bài này nãy giờ hai bài á, thầy hiểu được gì hôm Nhận? Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng đi ha. Quý vị ngồi tại chỗ luôn, ta hồi hướng đi. Nguyện đem công đức này hướng về ân nghe cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành. Yeah.
chúng vẫn dương mà sao